Hello, Thoa xin chào cả nhà. Hôm nay Thoa sẽ tiếp tục làm seven và ngày hôm nay Thoa sẽ làm những cái cửa cho những cái cabinet. Thì hôm nay Thoa bắt đầu đóng từng cái cửa tại những cái cabinet này á. Tại mình tự làm lấy cho nên không có cái cửa nào mà mình mua được, cho nên mình phải tự làm những cái cánh cửa thì nó mới fit perfectly. So, mời các bạn theo dõi nha. Đây, Thoa làm xong cái cửa đó, bây giờ Thoa phải làm tất cả mọi cái y chang như vậy. Thoa làm cái lỗ để bỏ cái khóa. Thank you.
Thoa vừa làm xong những cái cửa của những cái cabinet nè. Rồi, cửa xong hết rồi nè. Cửa ở dưới cũng xong. Và cái cửa ở trong cái này, cửa này cũng xong. Và đây sẽ có một cái ghế. Thì ít hôm Thoa sẽ may cái nệm bỏ lên. Và bên đây cũng có cái ghế để ngồi. À, cái cửa này cũng xong rồi. Và cửa này cũng xong rồi. Đấy, bây giờ cửa xong hết rồi. Đấy, bây giờ ít bữa nữa Thoa sẽ may mấy cái nệm. Thoa bỏ lên đây. À, là xe sắp sửa được hoàn tất rồi. Sau đó rồi mình sẽ làm tới cái giường. Thôi, cảm ơn tất cả các bạn theo dõi cái video này. Và nhớ đón tiếp theo cái video kỳ tới để Thoa coi Thoa sẽ làm cái giường này nó đi lên đi xuống như thế nào nha. Thank you and bye bye.